ngày 1 tháng 8, người có đất phải tuân thủ 7 điều sau cần nắm rõ để tránh vi phạm. Căn cứ theo Điều 31 Luật Đất đai năm 2024 sắp có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2024, quy định cụ thể về nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau. Thứ nhất, sử dụng đất đúng với mục đích, đúng với ranh giới thửa đất, đúng với quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ những quy định khác của pháp luật có liên quan. Thứ hai, thực hiện kê khai, đăng ký đất đai và thực hiện đầy đủ các thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thứ ba, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ tư, thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, xử lý và cải tạo, phục hồi đất đối với khu vực bị ô nhiễm, thoái hóa do mình gây ra. Thứ năm, cần tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến tài sản cũng như lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. Thứ sáu, cần tuân thủ quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. Thứ bảy, thực hiện bàn giao đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Điều 26 Luật Đất đai 2024 còn quy định về quyền chung của người sử dụng đất. Thứ nhất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Thứ hai, hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất sử dụng hợp pháp. Thứ ba, hưởng các lợi ích khi nhà nước đầu tư để bảo vệ, cải tạo và phát triển đất nông nghiệp. Thứ tư, được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, phục hồi đất nông nghiệp. Thứ năm, được nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Thứ sáu, được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thứ bảy, được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật này. Thứ tám, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. Hãy theo dõi Nguyễn Văn Hành Bất Động Sản mỗi ngày để nhận thông tin hữu ích về vàng và bất động sản nhé.